Cách đây 20 năm, có một bệnh đảng xã ở Đen già đời, cầm đầu làm tên trùm khét tiếng màn tiền cường béo. Bệnh đảng này vô cùng liều lĩnh, chúng hoạt động theo mạng lưới từ làng làng cho đến submarine, kết nối toàn thế giới. Và ngày hôm nay, tên trùm đã trở về Việt Nam sau 20 năm buôn bạ tại Mỹ, và là một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với đầy đủ anh em từ khắp mọi nơi. Sự cố nhỏ xíu tới thì em có ý tưởng gì cho giờ em bắt tí nó hay chưa? Quẩy thôi anh đi.